vệ có môn bên phía tay trái mặt của quý vị khán giả. Trong khi đấy ra và như vậy là trọng tài Xuân Trường đã đổi còi để bắt đầu trận thi đấu của chúng ta. Để tiện cho quý vị theo dõi, tôi xin giới thiệu đội hình ra sân: Khôi Tinh số 35, Gia Linh số 29, Tới Lợn số 29, Tập Tíu số Gia Linh. Không được, đó là pha Hiếu Em. Thanh Tuấn, Hiếu Em, như vậy trọng tài xác định đã có lỗi của Nghĩa PP với Hiếu Em. Cô Tinh đã có tình huống việt vị của Xuân Tập. Quốc Dương không được. Vâng, tình huống một tình huống quá đáng sợ mà không vào. Rất tiếc, rất tiếc. Không được, đó là Trung Tiến. Rất nguy hiểm. Vâng, một pha treo bóng cầu liên tục đánh pha tạt bóng của PP. Hai pha đá hụt liên tiếp của hai cầu thủ hai bên. Thanh Tuấn, Quốc Dương đã có thắng cho Quốc Dương. Vâng, rất bất ngờ. Đó là pha móc bóng. Đội bóng quyết tâm hơn trong ngày thi đấu. Có một đường chọc bóng hay, một pha tạt bóng. Quốc Dương cũng được. Hồng Khôi, vẫn là Hồng Khôi. Quá đơn giản. Đây là một tình huống lỗi việt vị quá rõ ràng. Vâng, anh Mạnh vẫn rất quen đá với lối bóng đá sân 7. Nhưng mà thắng anh ghi ở FC Cà Cộng